Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt 30 tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị và các bạn, theo tử vi học, thời điểm con người được sinh ra có thể tác động đến số phận và cuộc đời của người đó. Những người sinh ra trong những năm khác nhau thì sẽ tương ứng với những con giáp không giống nhau, từ đó họ sẽ có tính cách và vận số khác nhau. Vì thế mà từ xưa đến nay, các bậc cha mẹ luôn muốn chọn cho con mình những điều tốt nhất. Việc chọn ngày giờ sinh tốt cũng là những điều cần thiết mà các bậc cha mẹ có thể làm cho con mình. Vào thời điểm khoa học kỹ thuật hiện đại như hiện nay, khi mà số người lựa chọn phương pháp sinh mổ ngày càng nhiều, thì việc lựa chọn ngày giờ sinh con lại càng được ưu tiên. Bởi vì dù tin hay không tin thì một đứa trẻ được sinh ra trong một ngày hay giờ tốt sẽ góp phần giúp bé tự tin hơn và dễ thành công hơn trong cuộc sống sau này. Có khá nhiều tiêu chí trong việc chọn ngày tốt để sinh con. Tuy nhiên, các tiêu chí cơ bản đầu tiên chính là dựa vào việc so sánh các yếu tố liên quan đến ngũ hành, thiên can và địa chi, xung hình, khắc hại giữa năm sinh và ngày dự sinh. Chúng ta căn cứ vào quy luật tương sinh tương khắc của ngũ hành để chọn ngày tốt sinh con. Tiếp theo, chúng ta có thể kết hợp được lựa chọn ngày sinh có yếu tố lộc mã quý nhân. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn cách chọn ngày sinh con tốt nhất năm 2024. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước khi tìm hiểu về ngày để sinh con năm 2024, chúng ta hãy xem năm 2024 mệnh gì nhé. Trẻ sinh năm 2024 Giáp Thìn có mệnh hỏa, phú đăng hỏa, lửa đèn to, lửa đèn dầu, cầm tinh con rồng, tương sinh là mộc, tương khắc kim thủy. Như chúng ta đã biết thì năm Giáp Thìn có ngũ hành bản mệnh là hỏa, lửa đèn dầu. Một, xét về ngũ hành. Vì ngũ hành bản mệnh thuộc hỏa nên những người sinh năm Giáp Thìn nên chọn ngày sinh có ngũ hành tương sinh với ngũ hành bản mệnh, đó là ngày sinh thuộc mộc, và cần đặc biệt tránh xa những ngày tương khắc với ngũ hành bản mệnh, đó là các ngày có ngũ hành thuộc thủy. Do hỏa bị thủy khắc chế nên những người sinh năm Giáp Thìn mà sinh nhằm ngày thủy thì cuộc đời sẽ có nhiều sóng gió, luôn gặp ngang trái và khó thành tựu. 2. Xét về thiên can. Thiên can Giáp hợp với thiên can Kỷ âm thổ. Năm Giáp Thìn có thiên can, Giáp là xương mộc. Thiên can Giáp này khắc với thiên can Mậu, xương thổ, và xung với thiên can Canh, xương kim. 3. Xét về địa chi. Thì sang năm 2024 có địa chi là Thìn thuộc xương thổ. Trong đó, địa chi Thìn có chứa đựng các thông tin về sự xung hợp với các địa chi khác như sau. Địa chi Thìn có quan hệ tam hợp với địa chi Thân Tý. Địa chi Thìn có quan hệ lục hợp, nhị hợp tốt với địa chi Dậu. Địa chi Thìn quan hệ xung xấu với địa chi Tuất. Địa chi Thìn quan hệ hình xấu với địa chi Thìn. Trong nhóm tứ hành xung, Thìn Tuất Sửu Mùi xuất hiện hai cặp tương khắc với nhau, đó là cặp Sửu Mùi và cặp Thìn Tuất. Trong đó thì cặp đôi Thìn và Tuất xung khắc nhiều nhất và nặng nhất. Hai cặp còn lại là Thìn Mùi và cặp Tuất Sửu lại không có sự xung khắc lẫn nhau. Vì thế ta sẽ chỉ xét tương quan mối quan hệ giữa Thìn và Tuất mà có thể bỏ qua mối quan hệ giữa Thìn và Sửu Mùi. 4. Xét về lộc mã, quý nhân. Thì người sinh năm Giáp Thìn không là lộc, thiên mã, tại dần, và quý nhân là người tuổi Giáp Thìn sẽ xuất hiện tại Sửu. Căn cứ vào các mục tiêu chí trên, chúng ta cùng xét chi tiết các ngày để chọn ra ngày phù hợp cho các bé năm Giáp Thìn 2024 như sau. 1. Ngày Tý, bao gồm các ngày Giáp Tý, Bính Tý, Mậu Tý, Canh Tý và Nhâm Tý. Vì theo quan niệm phong thủy thì Tý nằm trong tam hợp với Thìn. Do đó về cơ bản, những ngày Tý được coi là ngày hợp để sinh con tuổi Giáp Thìn. Ta sẽ ưu tiên lựa chọn ngày Tý có ngũ hành thiên can, địa chi hợp với năm. Các bạn có thể sử dụng ngày Nhâm Tý với ngũ hành thuộc mộc, thiên can Nhâm cũng có thể sinh cho thiên can Giáo của năm sinh. Người sinh ngày này có số tài lộc, công danh sự nghiệp thuận buồm xuôi gió nhờ được sao thiên tướng chiếu mệnh. 2. Là ngày Sửu, bao gồm các ngày Ất Sửu, Đinh Sửu, Kỷ Sửu, Tân Sửu, Quý Sửu. Ngày Sửu là ngày có quý nhân của tuổi Giáp Thìn, chúng ta có thể lựa chọn ngày Kỷ Sửu vì ngày này có ngũ hành thuộc hỏa, tinh hòa với ngũ hành năm sinh. Bên cạnh đó, thiên can Giáp và kỷ hợi hóa thổ nên sẽ tốt cho bản mệnh của đương số. Hoặc ngày Quý Sửu, ngũ hành thuộc mộc, ngũ hành này có thể bổ trợ cho mệnh của bé. Các ngày Sửu khác không dùng. Tuổi Giáp Thìn sinh vào ngày giờ có sao phúc tinh chiếu mệnh nên được hưởng phúc đức, nhưng họ cũng gặp không ít chuyện cãi cọ, rắc rối trong cuộc sống. Nhưng dù sao thì việc luôn có người hỗ trợ, giúp đỡ cũng là một ưu thế vượt trội. 3. Là ngày dần,
Giáp Dần, Bính Dần, Mậu Dần, Canh Dần và Nhâm Dần. Người tuổi Giáp Thìn vừa có lộc vừa có mã tại Dần, vì thế mà nếu có thể sinh vào ngày Dần thì những em bé tuổi Giáp Thìn sẽ thuận lợi hơn, sẽ thành công hơn những bạn cùng lứa tuổi mà sinh vào những ngày khác. Các bạn Giáp Thìn sinh vào ngày Dần thường có tính hướng ngoại, thích sự dịch chuyển. Nếu như cung thiên di tốt đẹp hoặc thân cư thiên di thì có khả năng xuất hiện cao, hoặc là cũng có thể sẽ xa quê lập nghiệp. Nếu lựa chọn ngày Dần thì quý vị và các bạn có thể lựa chọn ngày Bính Dần, vì ngày này có ngũ hành thuộc hỏa nên hợp với hành ngũ, với hành năm sinh. Các ngày Dần khác thì không nên dùng. Các ngày Dần khác không dùng, quý vị và các bạn đặc biệt nên lưu ý tránh ngày Dần như Bính Dần ngũ hành thuộc hỏa, khắc kim và thiên can Bính Hỏa cũng không hợp với thiên can quý. 4. Ngày Mão, Ất Mão, Đinh Mão, Kỷ Mão, Tân Mão và Quý Mão. Những ngày Mão này phạm lục hại với địa chi năm sinh nên chúng ta không dùng. Tuy nhiên tuổi Giáp Thìn sinh ngày Mão luôn được nhiều phúc tổ tiên nên cuộc sống sẽ đỡ vất vả. Năm là ngày Thìn, Giáp Thìn, Bính Thìn, Mậu Thìn, Canh Thìn và Nhâm Thìn. Do địa chi Thìn tự hình nhau nên nếu lựa chọn các bạn có thể tìm sang ngày khác. Nếu cần thiết thì phải sử dụng ngày Thìn thì quý vị có thể lựa chọn ngày Giáp Thìn do cùng can chi, cùng ngũ hành. Nhờ được sao hoa cái chiếu mệnh nên người sinh ngày này rất thông minh, khôn khéo và tinh thông sử dụng sách. Nhưng họ hay giữ chuyện phiền muộn ở trong lòng, dễ cô đơn. 6 là ngày Tỵ, Ất Tỵ, Đinh Tỵ, Kỷ Tỵ, Tân Tỵ, Quý Tỵ. Chúng ta có thể ưu tiên lựa chọn ngày Ất Tỵ. Lý do ngày này có ngũ hành thuộc hỏa, bên cạnh đó thiên can Ất Tỵ, ti hòa với thiên can năm sinh. Các bạn cũng có thể lựa chọn ngày Kỷ Tỵ. Ngũ hành thuộc mộc sẽ có thể sinh cho năm sinh. Bên cạnh đó thiên can Kỷ lại hợp với lại thiên can Giáp nên lại càng tăng thêm phần tốt đẹp. Em bé sinh ngày Tỵ may mắn được sao Thái Dương chiếu mệnh nên mọi sự đều thành. Trong cuộc sống có quý nhân phù trợ nhưng đôi lúc cũng gặp điều không lành. 7. Ngày Ngọ, Giáp Ngọ, Bính Ngọ, Mậu Ngọ, Canh Ngọ và Nhâm Ngọ. Ngày Nhâm Ngọ là ngày phù hợp, bởi lẽ đây là ngày có ngũ hành thuộc mộc sinh hỏa. Bên cạnh đó, thiên can Nhâm cũng sinh cho thiên can năm sinh. Các bé có ngày sinh này khá hợp với cha, có thể là vượng khí của cha. Người sinh ngày này thỉnh thoảng rơi vào tình trạng bất ổn, thường gặp nhiều trở ngại trong công việc và cuộc sống. 8 là ngày Mùi, có Ất Mùi, Đinh Mùi, Kỷ Mùi, Tân Mùi và Quý Mùi. Chúng ta có thể ưu tiên lựa chọn ngày Kỷ Mùi, do ngày này có ngũ hành thuộc hỏa thiên can Kỷ, cũng hợp với thiên can Giáp. Vì thế ngày này được coi là khá phù hợp với năm Quý Mão. Các bạn cũng có thể lựa chọn ngày Quý Mùi, ngũ hành thuộc mộc, có thể sinh ngũ hành của năm sinh. Vì có sao Thái Dương chiếu mệnh nên người này cũng khá hướng ngoại, tuy nhiên cũng đề phòng tai nạn và những chuyện không vui trong cuộc đời. 9 là ngày Thân, Giáp Thân, Bính Thân, Mậu Thân, Canh Thân và Nhâm Thân. Ngày Thân trong năm tam hợp với tuổi Thìn, trong đó quý vị có thể sử dụng ngày Bính Thân là hỏa. Các bạn sinh vào ngày này có thể có mối quan hệ khăng khít với cha mẹ, tuy nhiên sau khi sinh con thì sức khỏe của cha có thể kém một chút. Gặp vận tam hợp Thân Tý Thìn tạo thành thủy cục nên người này mưu sự tất thành, nhưng họ vẫn cần đề phòng bị tiểu nhân hãm hại. 10 là ngày Dậu, có Ất Dậu, Đinh Dậu, Kỷ Dậu, Tân Dậu, Quý Dậu. Ngày Dậu là ngày nhị hợp với tuổi Thìn, vì thế mà quý vị có thể lựa chọn ngày Dậu để sinh em bé. Quý vị có thể lựa chọn ngày Đinh Dậu, Tân Dậu và Kỷ Dậu. Em bé sinh ngày này có số mắc bệnh nhẹ, nhưng nhờ sao Nguyệt Đức chiếu mệnh nên mọi sự đều cát tường. 11 là ngày Tuất, Giáp Tuất, Bính Tuất, Mậu Tuất, Canh Tuất và Nhâm Tuất. Do địa chi Tuất nằm trong tam hợp tứ hành xung với địa chi Thìn, mà lại là địa chi xung đột mạnh mẽ nhất với Thìn, vì thế nếu cần lựa chọn thì quý vị nên tránh chọn ngày này. Em bé sinh ngày này có số mắc bệnh nhẹ, nhưng nhờ sao Nguyệt Đức chiếu mệnh có thể phần nào hóa giải hung họa. 12 là ngày Hợi, có Ất Hợi, Đinh Hợi, Kỷ Hợi, Tân Hợi và Quý Hợi. Quý vị có thể ưu tiên các ngày Ất Hợi thuộc hỏa sẽ cùng hành với ngũ hành của năm sinh và thiên can Ất cũng là mộc nên có thể trợ lực được cho bản mệnh của em bé. Ngày Kỷ Hợi thuộc mộc sẽ sinh trong ngũ hành năm sinh, bên cạnh đó Giáp và Kỷ hợp nhau nên đây cũng là một điểm cộng cho ngày sinh này. Giáp Thìn sinh ngày Hợi có cuộc sống gia đình hòa thuận, vợ chồng hạnh phúc, mọi sự đều thuận lợi, mặc dù có tai ương nhưng gặp hung hóa cát. Trên đây là gợi ý chung về những ngày sinh phù hợp để sinh con trong năm Giáp Thìn năm 2024. Đối với những bạn được sinh vào những ngày này mà ngũ hành, thiên can và địa chi xung khắc với năm sinh thì bố mẹ có thể hóa giải bằng cách
Bổ sung ngũ hành thiếu cho con bằng cách chọn giờ đẹp, đồng thời bổ sung ngũ hành tương ứng như tên gọi, màu sắc, quần áo, trang sức hay sử dụng vật phẩm phong thủy để khắc chế phần nào xung khắc. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã tìm ra những ngày tốt nhất cho các bé sinh năm 2024 Giáp Thìn. Hy vọng những thông tin trên đây có thể giúp ích cho quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để nhận thông báo mới nhất về những video tiếp theo.